Xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023. Mình đang có mặt tại con đường Hùng Vương quý vị ha. Nếu như mà đi theo đường Hùng Vương chạy thẳng sẽ đi về cầu Đất Trại Mát. Đó. Còn đi bên phía tay phải là con đường Yên Thế quý vị ha. Đà Lạt sáng hôm nay thì thời tiết khá là đẹp. Hôm qua mưa. Mưa xong rồi buổi chiều có nắng lên, hoàng hôn nhẹ lên chút, rồi buổi tối là mưa tiếp quý vị. Và sáng nay thì thời tiết tạnh ráo, có nắng vàng nhạt lên quý vị ha. Con đường Yên Thế này là một con đường cục và ngắn thôi. Tuy nhiên nó rất là đẹp luôn, rất là thiên nhiên quý vị. Ở trong này là những cái công trình kiến trúc cổ, những cái dinh thự và những cái cơ quan của nhà nước. Nhà dân thì rất là ít quý vị. Đây là nhà sáng tác này, nhà sáng tác Đà Lạt quý vị nhé. Đó. Bên này là chi cục kiểm lâm của tỉnh Lâm Đồng. Nhà dân thì ít thôi quý vị. Và đa số ở trong này là toàn là biệt thự, từ biệt thự lớn cho đến biệt thự nhỏ, biệt thự cổ cho đến biệt thự mới sau này. Bây giờ những cái phong trào bán quán cà phê dọc những cái con đường vỉa hè như thế này thì phải nói là nở rộ ở thành phố Đà Lạt. Bây giờ đi vào những cung đường đẹp là thấy có những cái hình thức bán cà phê như vậy đó quý vị, các bạn trẻ đấy. Và các bạn trẻ cũng thích ngồi lang thang như vậy. Nó hot lên và nó rầm rộ lên trong thời gian gần đây. Một khu dân cư yên tĩnh quý vị ha. Khu dân cư này là cách đây khoảng 3-4 tháng trở về trước thì xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng ở trong này. Nhưng mà nó đã trở lại với cái vẻ yên bình vốn có của nó rồi. Đó. Mình dạo vào đây một cái rồi dạo ra ngoài đường rồi đi về trung tâm quý vị. Đó, những căn biệt thự này quý vị này. Đẹp ha. Quay ra lại ha. Yên bình, lặng lẽ, thiên nhiên, sạch sẽ, vô cùng tuyệt vời. Vị trí sạt lở của năm xưa là nó nằm trong này. Đó, cái lô đất nằm trong này. Hiện tại bây giờ thì không biết làm sao rồi, người ta giải quyết xong chưa? Chắc chưa đâu quý vị. Yên bình đã trở lại đây, nhưng mà những cái con người mà liên quan đến những cái vụ sạt lở như vậy thì nó chắc có lẽ di chứng. Và những cái hậu quả nó vẫn đang còn đó. Nhà bán quý vị này. Bán căn nhà này luôn. Wow. Bán căn biệt thự này rất là to luôn quý vị. Bây giờ bảo đảm quý vị lang thang ở thành phố Đà Lạt, từ trong đường lớn ra đường nhỏ, từ trung tâm cho đến vùng ven, trong các ngõ ngách nữa, và nó là nhà bán khắp nơi. Bên này cũng có căn biệt thự cổ nữa quý vị này. Đà Lạt thì hàng ngàn căn biệt thự cổ như thế này. Đó, lâu lâu vào đây những khu vực này uống cà phê, ngồi chiếu chiếu nữa quý vị. Biệt thự cổ này, nhiều không quý vị? Nhiều lắm luôn á. Trên con đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương này, biệt thự cổ nhiều lắm luôn á. Và hoa mai anh đào cũng rất là nhiều. Cuối năm đi quý vị, tầm tháng 12, tháng 1 hàng năm là hoa mai anh đào ra hồng cả phố núi, đẹp lắm luôn ha. Vào đây đúng là mát lành luôn. Nhà bán thì la liệt, nhưng mà để kiếm được một căn nhà như ý với giá hợp lý, và có nhiều người kỳ vọng là nhà sẽ hạ giá vì bán nhiều mà không có ai mua, cho nên như kỳ vọng người ta sẽ hạ giá nó này kia. Nhưng mà thực chất là mình thấy bấy lâu nay và cũng có rất là nhiều những người mà đi tìm kiếm nhà đó quý vị, cũng không thấy hạ chút nào hết trơn, giá vẫn giữ nguyên. Và thậm chí là sau này nó còn tăng lên nữa. Đó. Kỳ vọng thì kỳ vọng nhưng mà khó lắm quý vị. Rồi mình qua bên này là đi về trung tâm quý vị ha. Bên này năm xưa là khách sạn Dầu Khí đó quý vị nè. Vietso Petro này. Hiện tại bây giờ thì du khách vắng thôi quý vị. Khách sạn thì phải nói là bao la bát ngát, trống phòng nhiều lắm luôn. Và ngay đầu đường Hùng Vương này á,
bên phía tay phải của chúng ta ha, thì cũng có một cái căn khách sạn, đó, khách sạn 5 sao đang hoàn thiện rồi, chuẩn bị khai trương rồi quý vị. Người ta hoàn thiện những cái cảnh quan bên ngoài nữa, là mình nghĩ chắc có lẽ là tháng 11 này là sẽ khai trương đó. Khai trương sớm thôi, làm rất là nhanh luôn quý vị, tốc độ phải nói là mấy nhà thần tốc luôn, đúng là tư nhân họ làm thiệt, rất là đồ sổ luôn quý vị ha. Mình đếm sơ sơ là cũng 7-8 tầng đến 10 tầng đấy, và trong này phải ít nhất là cũng phải là 200-300 đến 400 cái phòng ở trong đó. Đó, bạc ngàn bao la, khách sạn 5 sao rồi quý vị. Đây là khách sạn 5 sao, có lẽ là sẽ lớn nhất và hoành tráng nhất thành phố Đà Lạt rồi. Đó, hiện tại bây giờ là các công nhân rồi này kia đang tất bật dọn dẹp ở bên ngoài, hoàn thiện những cái công đoạn ở bên ngoài, cảnh quan cảnh trí nữa là khai trương thôi. Coi ngày có giờ hết rồi ha. Ồ, bố trí cảnh quan đôi ngoài cũng khá là đẹp ấy chứ. Xong rồi là đẹp lắm ấy. Lớn quý vị, rất là lớn luôn ha. Đó, tháo những cái này ra nó mới ấy chứ. Đó, dễ sợ không? To nhất Đà Lạt rồi đó quý vị, hoành tráng nhất rồi đó. Mai mốt khai trương á, quý vị nhớ vô ở trải nghiệm cho biết ha. Bên này họ làm cái gì đây ta? Thanh tra giao thông chắc có lẽ đang bắt mấy chiếc xe tải phạt đấy. Đây là đường Trần Hưng Đạo quý vị. Đó, đi từ trên đường Yên Thế mà xuống dưới đường Trần Hưng Đạo này quý vị có thể thấy là nó rất là thiên nhiên luôn ha. Đẹp vô cùng luôn. Đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi. Biệt thự cổ quý vị này, năm xưa người Pháp là ở như thế này đây. Để mình dừng lại đây cái ha. Đó, Đà Lạt Kadasa Resort 33 Trần Hưng Đạo. Đó, người Pháp năm xưa là ở như thế này đấy quý vị. Căn nhà này không biết bây giờ có đưa vào sử dụng gì không, có lẽ cũng để hoang đó quý vị ha, đóng cửa mà. Sĩ quan Pháp ngày xưa ở như thế này đây, họ ở và làm việc trong những căn biệt thự này. Rất là nhiều biệt thự ở đây, nó nối dài về tới dinh 2 luôn, dinh toàn quyền của vị Đông Dương ngày xưa rồi quý vị. Đó. Bên kia nữa. Ở đây là mỗi căn có mỗi cái vẻ kiến trúc nó khác nhau quý vị. Và mình thấy hình như là có vài căn để trống á. Khuôn viên thì rất là đẹp luôn. Đó, với những cái cổng người ta đóng lại ha. Hiện nay cả thế giới đang chú ý vào cuộc xung đột ở dải Gaza giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas, đang hồi hộp quý vị, hy vọng rằng cuộc chiến này nó sẽ dừng lại ở mức là xung đột thôi và sớm ngồi vào và bàn đàm phán quý vị. Đó là kỳ vọng thôi, nhưng mà khó lắm. Cuộc chiến này có thể leo thang và kéo theo những nước lớn mà
vào vòng xoáy của cuộc xung đột đó quý vị. Israel là đang tuyên bố là trong tình trạng chiến tranh rồi đó. Đó. Thế giới bị điêu đứng khi mà cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cuộc chiến nó kéo dài mấy năm này rồi mà bây giờ vẫn chưa có đến hồi kết, thì bây giờ lại xảy ra thêm một cuộc chiến nữa. Mà toàn là những cái điểm nóng mà có nguy cơ là bùng phát lên thành một cuộc chiến lớn không ạ. Riêng Covid xong rồi đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là làm cho thế giới phải nó điêu đứng, nó làm cho đứt gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó, giá cả hàng hóa dịch vụ này kia nó phải leo thang, đặc biệt là xăng dầu, năng lượng, làm kinh tế toàn cầu là bị vài năm đã khủng hoảng rồi, còn khủng hoảng thêm bây giờ thêm cuộc chiến này nữa thì không biết kinh tế toàn cầu nó sẽ đi về đâu. Kinh tế chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn nữa quý vị, trong đó thì Việt Nam chúng ta là chắc chắn là sẽ bị nữa, ít nhiều gì nó cũng sẽ bị tác động quý vị ha. Và điều đó thì làm cho người dân của chúng ta đã lao đao trong cái thời gian này thì bây giờ lại tiếp tục lao đao. Đây cũng là biệt thự cổ quý vị này, hiện tại bây giờ đang làm nhà tập thể quý vị ha. Đó, rất là cổ kính luôn, trong đó nó lụp sụp lắm rồi quý vị, xuống cấp. Bên phía tay trái của chúng ta là Dinh 2 đó. Những cái vị trí này là người ta bán hồng, bán bơ, bán chuối. Đó. Bên kia cũng có chiếc xe tải đang bày ra bán, ở bên này cũng có luôn quý vị ha. Đó, bà con mình thích mua thì tới đây mua ha, hồng, bơ, chuối. Bây giờ thì chúng ta chưa thấy cái sự tác động của cuộc chiến ở giải Gaza đâu. Nếu như mà cuộc chiến nó kéo dài thì có lẽ 1-2 tháng sau, cuối năm này, Tết này mới thấy được cái sự tác động của nó. Có lẽ xăng dầu nó sẽ leo thang rồi quý vị, sẽ tăng giá đó. Mà xăng dầu tăng giá thì quý vị biết rồi, kéo theo vô số hàng loạt những cái loại hình hàng hóa khác sẽ tăng giá theo, rẻ xuống dọc số 7 anh ơi, rất là thích con dọc số 7 này luôn. Đó, các bạn đi quay phim chụp hình ha. Rất là thích con dốc này luôn quý vị. Nó vô cùng quen thuộc với mình, đi hàng ngày. Nhưng mà mỗi lần đi ngang qua đây là mình rất là thích luôn. Không hồ gì mà du khách lần đầu tiên đến với con dốc này thì phải nói là vô cùng ấn tượng luôn rồi quý vị. Nó có điều gì đó mà thu hút, mà nó dạng gì thôi, nó không có gì mà gọi là hoành tráng hết, nhưng mà nó lại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Lạt, của phố núi. Rất là bình yên. Đó. Đà Lạt nên là có nhiều những cái con dốc như thế này, những cái khu vực như thế này. Chính những cái điều nó đơn giản và nó giản dị như vậy, nhưng mà nó lại cuốn hút, nó thu hút du khách đó quý vị. Đâu có cần cái gì nó quá hoành tráng đâu quý vị ha. Đôi khi những cái mà hoành tráng quá thành ra là nó lại không có hay bằng những cái điều giản dị như vậy đâu quý vị. Nhiều người làm du lịch hoặc là nhà quản lý họ suy nghĩ đến những cái gì mà lớn lao quá, hoành tráng quá, mà chưa chắc nó đã có những cái tác dụng mà thu hút du khách giống như là những con dốc
như vừa rồi, những cái cảnh quan đơn giản như vừa rồi đó. Ra đây là con đường Trần Quốc Toàn quý vị, là Hồ Xuân Hương ha. Còn bên phía tay trái của chúng ta là quảng trường Lâm Viên đó. Mình đi hướng như thế này là hướng về trung tâm thành phố Đà Lạt quý vị. Đường phố Đà Lạt thông thoáng nhẹ nhàng, quảng trường Lâm Viên lưa thưa người. Hồ Xuân Hương hôm nay không có thấy một công việc nào đạt hết. Chiều quý vị, các bài dự xe ô tô của thành phố Đà Lạt sau khi mà trúng cái đấu giá khủng á, thì thời gian trước là báo chí ngày cũng có nhiều người là phản ánh là nói là bây giờ cái giá thu để mà gửi những chiếc xe ô tô như thế này á rất là mắc. Và hiện nay có rất là nhiều những cái tài xế chạy xe đoàn, xe tour, xe dịch vụ cũng như là xe cá nhân lên thành phố Đà Lạt mà không dám đưa xe vào bãi dự xe để mà gửi, đặc biệt là gửi qua đêm. Có nhiều người nói gửi qua đêm cái giá nó ngang ngửa với một cái phòng khách sạn, quá kinh khủng. Bây giờ bà con mình đi du lịch cũng thắt chặt chi tiêu, họ tìm những cái khách sạn mà có bằng những cái bãi đổ xe hoặc là những cái nơi có đổ xe miễn phí thì người ta mới ở, hoặc là khách sạn phải bỏ cái tiền ra để mà chi phí cho người ta gửi xe luôn thì người ta mới chịu ở. Tuy nhiên hai bên mà nếu như mà như vậy thì ai là người có lợi? Khách sạn bỏ tiền ra, ví dụ cho thuê một cái phòng 300-400 mà bỏ tiền ra gửi xe đêm 100-200 nữa thì thôi, cũng không có lợi luôn. Chính vì vậy bây giờ mà những cái khách sạn nào mà có những cái vị trí mà có đầu đổ xe đàng hoàng ngon lành, không cần phải đem đi gửi, thì đó là một cái mặt bằng rất là lợi thế luôn quý vị. Đó, khi mà du khách họ hỏi để phòng để mà đặt khách sạn đó quý vị, họ hỏi có bãi đổ xe hay không, ô tô hay không, có chỗ để đổ xe ô tô hay không, thì chủ khách sạn nói có đó, thì người ta mới đặt phòng, người ta mới ở đó quý vị ha. Trừ trường hợp những ngày mà phải cao điểm, du khách họ không còn những sự lựa chọn nào nữa, khi mà phòng ốc này cái nó đã trở nên quá tải, thì người ta mới chấp nhận ở những cái khách sạn mà không có bãi đổ xe, phải đem xe đi gửi. Nó như vậy đó quý vị. Chính vì vậy cái việc mà đầu đổ xe này cái ở một cái thành phố du lịch ở thành phố Đà Lạt như thế này á, nó cũng là một cái điều khá là quan trọng đó quý vị. Chẳng qua mình mà không chú ý mà thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái vấn đề gọi là thu hút du khách đó quý vị ha. Bây giờ người dân họ đã có điều kiện hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhà nào cũng có ô tô, phương tiện cá nhân để đi du lịch. Kể cả những cái đoàn xe tour, xe dịch vụ như thế này này, họ đến bất cứ một cái thành phố du lịch nào mà cái việc đầu đổ xe mà rất khó khăn á,
thì họ phải nói là họ cũng ngại và đắn đo, không biết nên đến là cái thành phố đó hay không. Đó, bản thân mình thế thôi. Và bây giờ ngày hôm nay thấy cà phê Thanh Thủy người ta dọn hết luôn, dọn hết luôn quý vị. Ở trong làm như sập dù xuống rồi, không còn những cái không còn những cái bộ bàn ghế nữa, không biết vì sao, hay là ngưng hoạt động. Ồ, mới ngày hôm qua hôm kia mình đã thấy đang còn hoạt động đấy mà quý vị. Để mình dừng lại đây một cái ha. Đó, khóa cửa luôn quý vị ha. Sao mà ngưng hoạt động đó. Bảo trì, mình nghĩ là bảo trì bảo dưỡng gì đó quý vị. Khách sạn ở trên kia là ngưng hoạt động lâu rồi kìa, do thấy đập đồng á. Hiện tại bây giờ nhà nước thu hồi lại và tiến hành là cho thuê đó quý vị. Đó, khách sạn trên kia cũng là của Thanh Thủy luôn ha. Nghỉ mát thường niên của nhân viên công ty, thông báo là nghỉ mát thường niên. Chắc cho nhân viên đi đúng rồi, họ cho nhân viên đi nghỉ mát vì tạm nghỉ vài ngày đó. Tiền thì bảo trì bảo dưỡng lại luôn. Rồi, ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi dòng dòng những cái con đường quen thuộc ở trung tâm thành phố Đà Lạt để cập nhật tình hình trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống cho nó vui ha. Rồi, cái video của mình mà đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.